cứ yêu thương nhau thôi. Còn tình yêu không còn nữa, âu cũng là hết duyên phận. Bạn không nên đau khổ hay níu kéo người tình cũ của mình làm gì. Kết quả của ngày hôm nay chính là phải trả cái nợ của kiếp trước, đành lòng buông tay khi duyên phận đã không còn nữa. Người ta yêu nhau theo tháng ngày và cũng rời bỏ nhau sau khi đã cùng nhau đi hết những ngày tháng hạnh phúc. Liệu tồn tại trong họ là điều gì khi tình yêu đã không còn? Sau cuộc tình, có người rơi vào trầm cảm, đau khổ, khó mà thoát ra được. Công việc, cuộc sống bị ảnh hưởng rất rõ ràng. Như thầy giáo của tôi, sau khi ly dị vợ trong vòng 1 năm, sau đó thầy không thể đọc nổi 1 trang sách. Như người bạn của tôi, khó lòng đi về con đường kỷ niệm thuở hai người bên nhau mà không rơi nước mắt. Khi bắt đầu cuộc tình, người ta háo hức. Vậy mà sau cuộc tình, người ta như bị tuột dốc không phanh. Chẳng ai muốn nhắc lại về một cuộc tình đã xa. Nhưng càng muốn quên đi thì dư vị cuộc tình ấy vẫn luôn khắc khoải, nhắc nhở trong tâm hồn. Có lẽ khó mà khẳng định được mình sẽ luôn luôn yêu thương được người tình cũ, người mình đã từng xem là duy nhất, tuyệt vời trong sâu thẳm của trái tim. Chia tay sẽ là chấm dứt mọi niềm thương nỗi nhớ về một hình bóng dấu yêu thuở trước. Và người tình cũ nhìn nhau dù khó dửng dưng nhưng cũng không làm được gì thêm khi sự việc đã tiến triển đến như vậy. Người tình cũ nếu không còn gặp mặt nữa chắc trong lòng chẳng nhói đâu, nên không nên quay về những chốn cũ, những thói quen xưa để tự làm mình mũi lòng, đau xót. Sau một cuộc tình, tôi nghĩ bạn nên chuyển sang gia nhập một môi trường khác, hoàn cảnh khác. Chỉ cần thấy vui, thấy hài lòng thì cứ mạnh dạn lựa chọn những điều mới mẻ hơn, đặc sắc hơn. Gặp gỡ những người bạn mới, đi học những môn học mới, theo đuổi dòng thời trang mới, tất cả sẽ mang lại những cảm xúc tươi mới, đẹp đẽ cho tâm hồn đang bị tổn thương của bạn. Điều ghi nhớ nhất là biết chấp nhận những điều mới, còn lại thì cứ tự nhiên đón nhận những cảm xúc đến một cách tự nhiên, không có ép kiêng cưỡng. Chỉ khi bạn cho bản thân một cơ hội thì bạn mới có thể tiến triển được. Đừng thu mình lại và nghĩ rằng thế giới đã sụp đổ sau một cuộc tình. Hãy nghĩ rằng sự chia xa đó chẳng qua là một nỗi đau hiển nhiên mà ai cũng cần trải qua để trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn. Tuy không nhiều, nhưng đôi lúc chúng ta vẫn thấy được những người đã từng yêu nhau, giờ chia xa vẫn giữ được một mối liên kết tình cảm yêu thương. Họ nhìn nhận về nhau về một thái độ khách quan, không nghĩ về sự phản bội, sự rũ bỏ. Họ nghĩ về nhau kèm với cách sống đúng mực, tốt đẹp của đối phương. Tôi nghĩ chỉ cần họ nhìn nhau với một con mắt khách quan, đầy yêu thương đối với con người, thì họ sẽ quên đi được tổn thương tình cảm đã qua. Họ sẽ xem người tình cũ hiển nhiên như một nhân vật đáng chú ý trong cuộc đời mình, một người có ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên, nhân vật ấy chỉ có thể tồn tại bên mình trong một khoảng thời gian, khi bản thân mình thay đổi, khi thế giới chuyển mình. Thì cái người yêu thương quan trọng ấy theo quy luật tự nhiên đã phải rời xa mình. Do đó chẳng nên oán ghét, thù hằn, trách móc gì người tình cũ. Điều gì đã xảy ra thì ta không kiểm soát được, nhưng nếu biết điều chỉnh bản thân thì có thể làm cho mọi việc dễ chịu hơn nhiều. Thế giới thay đổi khi bản thân ta thay đổi mà. Nói thì dễ, nhưng thực hiện thì không dễ chút nào. Muốn một hành động đúng, điều quan trọng phải có một quan điểm đúng trước. Bạn nên nghĩ đến chữ duyên phận. Xin kể lại một câu chuyện về chữ duyên phận này theo quan điểm Phật giáo như sau. Có một anh chàng bị người yêu bỏ đi lấy chồng nên anh ta rất buồn, liền tìm đến nơi Phật thiền định để xin lời khuyên. Phật nghe câu chuyện của anh rồi chỉ vào tấm gương ở bên cạnh mình và nói: "Anh có nhận ra ai trong tấm gương này không?" Chàng trai tò mò nhìn vào tấm gương thấy hình một cô gái nằm chết bên vệ đường, không mảnh vải che thân, liền há hốc mồm ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là cô người yêu cũ của mình. Rồi một lúc sau, trong gương xuất hiện một người đàn ông đi qua đường nơi cô gái đang nằm. Thấy cô gái nằm như thế, anh ta động lòng cởi áo của mình đang mặc và phủ lên người cô gái rồi đi tiếp. Và chàng trai đó chính là anh chàng bị người yêu bỏ đi lấy chồng. Cô gái lại tiếp tục nằm như thế cho tới khi có một người đàn ông khác xuất hiện khi đi qua đường. Thấy người con gái nằm chết bên vệ đường, anh ta động lòng rồi đem xác cô gái đi mai táng và chôn cất đầy đủ. Người đàn ông đó chính là chồng của cô người yêu cũ. Nhìn vẻ mặt của anh chàng bị người yêu bỏ, lộ đầy vẻ thất thần và ngạc nhiên, Phật nhàn nhàn cười và nói với chàng trai rằng:
Tấm gương này phản chiếu lại chuyện kiếp trước. Ở kiếp trước vì anh chỉ mặc áo cho cô ấy thôi, nên kiếp này cô ấy yêu anh, ở bên anh một thời gian để trả nợ. Và đó là cái duyên của anh và cô ấy. Cái duyên bắt nguồn từ cái nợ của kiếp trước. Thế nhưng cô ấy phải lấy người đàn ông kia, bởi vì kiếp trước cô ấy đã nợ cái công chôn cất mai táng, nên kiếp này phải lấy người đó làm chồng. Đó là cái phận. Cái phận này cũng bắt nguồn từ cái nợ của kiếp trước. Câu chuyện này tôi đọc thấy rất hiệu quả khi muốn chấp nhận sự chia tay giữa những người yêu nhau. Vậy nên cứ yêu thương nhau thôi, còn tình yêu không còn nữa, âu cũng là hết duyên phận. Bạn không nên đau khổ hay níu kéo người tình cũ của mình làm gì. Kết quả của ngày hôm nay chính là phải trả cái nợ của kiếp trước. Đành lòng buông tay khi duyên phận đã không còn nữa. Chỉ khi bạn biết yêu thương người tình cũ của mình như một người bạn dễ thương, thì khi đó bạn mới có thể dẹp tan sầu muộn ở trong lòng. Hãy để yêu thương dẫn lối. Tiếp nối số blog tối ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngắn của độc giả Giang My nhé. Có những ngày đông lạnh giá, em hòa mình vào dòng người đông đúc, lặng lẽ bước chậm chậm để cảm thấy mình không cô đơn. Mắt đảo xung quanh như muốn tìm lại một thứ gì đó đã đánh mất. Chợt bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, cứ ngỡ là anh. Chàng trai ấy khoác chiếc áo màu xanh, đi chiếc xe đạp mà mình từng chở nhau qua những con ngõ nhỏ. Thoáng chốc, bóng xe xa dần cuối phố, em đứng nhìn thẫn thờ. Những ngày đông lạnh giá dần trôi, mùa xuân sang khiến vạn vật rạng rỡ. Chỉ mỗi em cố chấp, thu mình như một con ốc vào góc nhỏ vì sợ sự đổi thay. Em sợ phải bắt đầu lại với một cuộc sống mới, cuộc sống không có anh ở bên. Nước mắt em lăn dài trên hàng mi, làm nhòa đi vết chì vừa mới kẻ. Đôi tay lạnh lẽo gạt dòng nước mắt, em tự hứa đây sẽ là lần cuối khóc vì anh. Anh đi để lại cho em bao nỗi nhớ, để lại vết sẹo lòng không thể nào xóa tan, như chiếc ly mỏng manh thêm nước sôi chợt vỡ ra thành trăm mảnh, có hàng gắn lại cũng chẳng thể đẹp như xưa. Anh đi khiến em nhận ra rằng không có anh em vẫn sống tốt, dù bao lần vẫn lầm tưởng không thể sống nếu thiếu anh. Em vẫn đạp xe ngang qua nơi mà ta từng đảo đến, mọi thứ vẫn ở yên đó, chỉ có lòng người đổi thay. Sau chia tay, em đã phải mất một thời gian dài để thích nghi với cuộc sống mới. Em nhận ra cuộc đời không hề u ám, phải chăng do trước đây đôi mắt em màu xám nên mới nhìn đời một cách bi quan. Em giờ đã ra trường, không còn là cô sinh viên ngơ ngác hay bị anh trêu chọc nữa. Em trưởng thành nên cảm xúc chẳng thể chi phối cuộc sống của em. Một mùa đông nữa lại về trên phố nhỏ, gió vẫn quật cường như muốn cắt đứt những chiếc lá cuối cùng bấu víu lại trên cây. Em ngồi đây uống ly cà phê đắng, chợt mỉm cười khi thấy ngọt ở đầu môi. Cảm ơn anh đã đến và cho em những cảm xúc khó phai. Những hỉ nộ ái ố luôn luôn tồn tại trong kiếp người, nên khó trách ai vô tình lãng quên. Chỉ trách duyên đến nhưng phận lại không thương. Bạn thân mến, đời người lạ vậy, đến rồi đi như cơn mưa rào, ào ạt rồi chợt tắt, chóng vánh đến đáng sợ. Xa nhau là xa mãi, xa mãi, bước đi là như chưa từng biết nhau. Yêu thương rồi cũng phai, người ở lại vẫn tự tại. Chỉ tiếc thương người ra đi mà vẫn mang trong mình tình cảm chẳng thể buông. Chỉ trách kiếp này có duyên nhưng không nợ. Mỗi người trong đời sẽ có hàng vạn cuộc gặp gỡ. Có người lướt qua ta như cơn gió thoảng, nhưng cũng có người sẽ ngang qua rồi để lại cho ta một vết sẹo vô hình. Mà mỗi lần nhớ đến, ta lại thấy nhói nơi ngực trái. Là vô tình hay hữu ý thì dù không quên, vẫn chẳng thể nắm giữ. Dù nhớ nhung nhưng chẳng thể mang người ta ra khỏi giấc mơ. Mọi cuộc gặp gỡ đều có nguyên nhân của nó. Có những cuộc gặp là nợ, có những cuộc gặp là duyên. Vậy giữa hai ta là duyên hay nợ mà đau lòng đến vậy? Có những cuộc gặp gỡ ra đi trong nhẹ nhàng, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ ra đi sẽ để lại cho con người ta những bão giông. Thời gian qua đi mà nỗi đau vẫn còn đó, gặp làm chi cho thêm lòng sầu hận, cho cuộc đời ta lạc lối. Anh và chị gặp nhau vào những ngày cuối tháng năm khi đã là đầu hạ, vậy mà vẫn còn cái xe xe lạnh những ngày cuối thu. Tại một miền núi heo hút giữa đại ngàn, ở nơi con người ta suốt ngày chỉ quanh quẩn trong một vòng tròn lẩn quẩn, cuộc sống tẻ nhạt chỉ có công việc, xa gia đình, xa người thương.
Chị là người hoạt bát, vui vẻ, là người có cá tính mạnh mẽ. Chị không thích ngồi hàng giờ ở quán cà phê nghe nhạc buồn. Chị thích ngồi nhậu cùng bạn bè, anh em đồng nghiệp. Chị thích cái mùi nồng nồng của thức uống làm con người ta có thể quên đi mọi nỗi buồn giấu kín. Nhưng chưa bao giờ chị để mình phải quên đi mọi thứ giữa những thứ bừa bộn và tẻ nhạt của cuộc sống này. Và rồi hôm ấy chị vô tình gặp anh tại một quán nhậu. Do bạn nhậu của anh có người lạ, người quen của đồng nghiệp chị. Bạn anh toàn là đàn ông nên đã ngỏ lời mời chị sang ngồi cùng. Chị lúc đó đã không ngần ngại, chị đồng ý qua bàn của anh. Ban đầu chị chẳng để anh vào tầm mắt vì chị cứ nghĩ anh nhỏ tuổi hơn mình. Và rồi chị và anh xảy ra một cuộc cá cược. Anh và chị cá xem ai nhỏ tuổi hơn. Chị nói nếu chị nhỏ hơn chị sẽ uống liên tiếp 4 lon, còn anh nhỏ hơn thì ngược lại. Chị một mực khăng khăng rằng anh nhỏ hơn nên chị đã nói thẳng ngày tháng năm sinh của mình. Tính chị hảo thắng lại đã có men trong người nên chị muốn biết bằng được ngày tháng năm sinh của anh. Nhưng khi nghe chị đọc ngày tháng năm sinh của mình thì anh lại im lặng. Vậy là chị trêu anh nhỏ hơn. Anh chỉ im lặng mỉm cười. Và thế là chị cứ nghĩ rằng anh nhỏ hơn chị thật. Sau đó chị quay về bàn của mình, cứ nghĩ mọi chuyện như vậy rồi thôi. Gần đến lúc ra về, anh đến bên bàn chị chào hỏi mọi người rồi xin số của chị. Chị chẳng ngại ngần mà đọc cho anh. Sau buổi tối đó, anh và chị chẳng bao giờ gặp lại nhau. Cuộc gọi cũng không. Chị mỉm cười, chỉ là lướt qua thôi mà. Người ta làm sao nhớ đến chị vẫn tiếp tục công việc của mình. Bẵng đi thời gian, chị chẳng còn nhớ đến đã từng gặp anh. Một cuộc gọi là số lạ. Chị nhỏ nhẹ nghe máy, không sôi nổi ồn ào như lúc gặp nhau lần đầu. Vì lúc này chị rất tỉnh táo. Cuộc gọi đã kết thúc bao điều nghi kỵ trong lòng chị từ khi gặp anh. Vì anh sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Anh sợ sẽ làm phiền chị. Vì thế sau bao ngày anh chẳng đủ can đảm để gọi. Đến hôm nay anh đã lấy hết dũng khí để gọi cùng chị trò chuyện một lần. Và thế là những cuộc gọi liên tiếp xuất hiện. Anh quan tâm hỏi thăm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tình cảm của anh và chị cứ thế lớn dần theo ngày tháng. Từ quan tâm đến thấu hiểu. Anh chừng như đọc được cả nỗi lòng mà bao lâu nay chị giấu kín. Bên anh chị nghe lòng mình bình yên đến lạ. Chị chẳng phải gồng mình chịu đựng uất ức như trước. Vì từ ngày có anh đã chia sẻ bớt phần nào. Anh cho chị lời khuyên, dặn chị phải kìm lòng khi ai đó không tốt về chị. Vậy chị cách chia sẻ những gánh nặng với người khác. Chị thấy mình như đứa trẻ con, luôn cần anh ở bên. Lâu dần thành thói quen. Anh và chị gặp nhau khi trời bắt đầu chuyển mình vào hạ. Quen biết nhau rồi thành thân quen chỉ qua một cuộc cá cược. Và điều quan trọng hơn là cả hai đều có nơi để về, nơi có người luôn chờ đợi mỗi dịp cuối tuần. Cả anh và chị đều biết là sai, đều biết mình có lỗi với người kia, nhưng cả hai chẳng thể dừng lại. Rồi những buổi cà phê, những lần ăn tối cùng nhau đã giúp anh và chị gắn kết hơn. Vô tình anh và chị trở thành những người không thể thiếu. Những ngày anh không gọi, chị nghe lòng mình chênh vênh lạ thường. Chị nghe con tim chị cứ nhói lên mỗi lần nhớ anh. Rồi chị chùng lòng mình có là gì của nhau đâu. Mình và anh mãi chẳng thể bước chung đường. Chị phải học cách tập dần với ngày tháng không anh. Vì chị biết rồi đến lúc anh và chị phải như thế. Đâu ai dám bước ra cái vỏ bọc hoàn mỹ kia. Sau những ngày không anh, chị lại nở nụ cười thật tươi khi nhận được tin nhắn của anh. Dường như cuộc sống chị lại nở hoa. Anh kể chị nghe những ngày qua anh làm gì, đi đâu và nhớ chị ra sao. Câu chuyện không đầu không cuối cứ đẩy dần trong trí nhớ của chị về anh. Chị yêu anh từ những điều bình dị nhất. Chị luôn thấu hiểu cho anh. Chị nguyện luôn bên anh, cùng anh những sẻ chia, những vui buồn trong cuộc sống. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mọi thứ không còn là bí mật của hai người. Chị đau đớn khi đối diện với người thương yêu chị hết lòng. Còn anh thì bỏ lửng cho chị một câu: anh không gọi cho em nữa đâu. Và thế là anh và chị xa nhau. Chị đau đớn tột cùng. Đã có lúc chị nghĩ rằng anh sẽ cùng chị vượt qua nỗi đau này. Như bao ngày anh vẫn bên chị, vậy mà anh để lại chị bơ vơ đối đầu với mọi chuyện. Chị thầm trách bản thân mình sao lại quá tin ở anh, sao lại quá ngu ngơ như vậy. Chị mang trong mình nỗi đau chẳng ai có thể chia sẻ cùng với chị. Con đường chị đi đã lạc lối từ bao giờ, nhưng bây giờ chẳng ai bên chị nắm tay chị nữa. Chị như rơi vào tuyệt vọng, chẳng thể tin được ai. Bầu trời trước mắt chị giờ cứ nhòa dần trong nước mắt. Mỗi lần ngang qua lối cũ, nơi chị gặp anh lần đầu, nơi quán quen anh và chị cùng nhau ăn tối, lòng chị lại đau,
nỗi đau không cất thành lời. Con đường chị và anh cùng sánh bước, giờ mình chỉ bước đi trong vô vọng. Từng câu nói, từng ánh mắt ngày còn bên nhau như cứa vào trái tim nhỏ bé của chị. Nụ cười đã đánh cắp trái tim chị giờ ở đâu? Làm sao chị bước qua nỗi đau này? Vậy là anh và chị xa nhau, không cuộc gọi, không tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Chị vẫn làm việc và sống một cuộc sống không anh. Chị đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi những đau thương, nhưng chị cần thời gian. Thời gian sẽ giúp chị xóa nhòa mọi thứ, vì chị là người mạnh mẽ mà. Đôi lúc chị lại nhớ anh, trách anh đến đây làm gì, để giờ đây bản tính mạnh mẽ, cố chấp của chị phải cần thời gian mới quay về bên chị. Tình cờ một lần chị lại gặp anh. Anh cười, nụ cười như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vết thương bao ngày ngủ yên của chị lại sỉ máu. Chị tự hỏi anh vẫn cười được sau bao nhiêu chuyện như vậy sao? Nụ cười đó là gì mà sao chị ghét đến như thế? Bao uất ức trong lòng đổi lại một nụ cười vô nghĩa. Sau một thời gian chị chuyển công tác về miền xuôi, cũng từ đó chị và anh chưa một lần gặp lại. Chị cũng chẳng biết anh như thế nào, cuộc sống anh ra sao, có bao giờ anh nhớ đến chị hay không? Với chị mọi thứ giờ không còn quan trọng nữa. Và rồi chị phát hiện mình mắc căn bệnh quái ác, cuộc sống của chị lần nữa lại rơi vào bế tắc. Giờ đây chị đã không còn đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ nữa. Sao cuộc sống lại bất công với chị như vậy? Những ngày cuối cùng của cuộc đời, nằm trên giường bệnh, chị vẫn luôn đau đớn rằng liệu những yêu thương kia có thật hay không. Khi sắp rời khỏi thế giới này, điều mà chị vẫn suy nghĩ đến là anh, người đã làm tổn thương chị rất nhiều. Vậy mà chị vẫn không buông bỏ, chị luôn cứu vớt cho cuộc tình ấy như một chút niềm tin nhỏ nhoi để cứu rỗi cuộc đời chị. Nhưng đó chỉ là sự an ủi cuối cùng của chị dành cho chính bản thân chị. Và rồi cuối cùng chị từ bỏ nhân gian, mang theo một trái tim tan vỡ, một cuộc đời bi ai. Khi đã đặt niềm tin nhầm chỗ thì dù yêu thương có đông đầy cũng bằng không. Chị ra đi trong nuối tiếc, trong đau thương. Trên đôi mắt chị là ngấn nước mắt, thay như đang mong chờ điều gì đó. Ngày đưa tiễn chị, trời đổ cơn mưa như ai oán, hay chính lòng chị đang oán hận cuộc đời bi thương. Chị ra đi, anh vẫn không hề hay biết. Chỉ mình chị ôm theo nỗi buồn bi ai, xót thương cho một cuộc đời. Đến cuối cùng cũng chỉ mình chị. Đời người là vậy, đến rồi đi như cơn mưa rào, ào ạt rồi chợt tắt, chóng vánh đến đáng sợ. Xa nhau là xa mãi, xa mãi. Bước đi là như chưa từng biết nhau. Yêu thương rồi cũng phai, người ở lại vẫn tự tại. Chỉ tiếc thương người ra đi mà vẫn mang trong mình tình cảm chẳng thể buông. Chẳng biết chị có hối hận khi gặp anh hay không. Nhưng yêu thương chị trao cho anh là thật. Sẽ chẳng ai yêu anh như chị. Chị trách kiếp này có duyên nhưng không nợ. Các bạn thân mến, có những người rất yêu thương nhau nhưng lại không đến được với nhau. Người ta thường lý giải cho những mối tình dang dở ấy bằng hai từ duyên phận. Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận, phải có đủ cả hai yếu tố này thì mới có thể bên nhau trọn đời. Mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời sẽ có một hoặc vài người đến rồi sẽ ra đi. Họ để lại cho ta một bài học nào đó, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là một cảm giác mà suốt đời ta cũng không thể nào quên. Cuộc sống là một hành trình tìm kiếm điều mà mình mong muốn nhất. Khi biết được thứ mình cần và khi có trong tay nó, tức là đã có trong tay được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là thứ dễ dàng có được, phải trải qua nhiều đau khổ, nhiều nước mắt. Thậm chí có những người đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ, cả cuộc đời chỉ để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc. Những người xuất hiện trong cuộc đời bạn đem lại cho bạn nước mắt, nỗi buồn, sự bất hạnh, sự chia ly. Đó thực chất là nhiệm vụ của họ. Dù có muốn hay không, họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ đó. Định mệnh đã quyết định thế, thì con người làm sao kháng cự được? Đã lướt qua cuộc đời nhau, thì âu cũng là duyên số. Con người dù có ra sức níu kéo hay lựa chọn ở bên nhau, nhưng nếu duyên số không cho thì cũng đành chịu. Tình cảm và niềm tin không đủ lớn để giữ chặt lấy nhau ư? Hay sự đời nghiệt ngã cho ta gặp nhau không đúng thời điểm? Tất cả đâu phải là lý do để con người ta xa nhau. Chỉ đơn giản là định mệnh. Định mệnh mang người ấy đến trong cuộc đời.
cho mình biết cảm giác yêu thương, biết nỗi đau khi cách xa, biết bản thân mình cần điều gì nhất. Khi người ấy đã hoàn thành sứ mệnh đó, tức là chữ duyên đã hết, định mệnh mà người ấy ra đi. Còn mình với mình, có lúc tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ, vô vọng, mất niềm tin, chơi vơi, nhưng đằng sau nó thấy mình trưởng thành hơn từng ngày, có thể chịu đựng hơn những nỗi đau và mất mát khác. Tình yêu lúc nào cũng rất đẹp, rất thiêng liêng, dù khi yêu, con người ta đau đớn, nhưng họ vẫn khao khát được yêu, vì hạnh phúc mà tình yêu ấy mang lại đủ sức để xóa lành mọi vết thương, đủ sức để cuốn trôi đi hết mọi nỗi buồn, và đủ để con người ta hy sinh vì nhau. Tình yêu đích thực là thứ mà ai cũng phấn đấu để có được, nhưng không phải ai cũng có, bởi vì ngoài chữ tình còn phải có chữ nghĩa, bởi vì có hiểu được nhau mới thương được nhau, bởi vì gặp nhau là duyên, ở bên nhau là phận. Một khi hội tụ đủ tình, nghĩa, hiểu, thương, duyên và phận, chúng ta dù cách xa nhau đến mấy cũng sẽ gặp được nhau, dù khó khăn thế nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua, dù đi đến chân trời góc bể rồi cũng sẽ tìm thấy nhau. Tôi không oán trách người, vì tôi đã từng yêu người. Hận nhau chỉ thêm sầu khổ, chỉ thêm nước mắt. Người ra đi, còn tôi ở lại, nhưng sẽ có một người phù hợp hơn xuất hiện đến bên đời tôi. Cũng như tôi không thể ở bên cạnh người, thì sẽ có một ai đó tìm đến và cùng người đi tiếp chặng đường phía trước. Con đường đi tìm hạnh phúc ấy xa xôi lắm. Cảm ơn người vì đã đồng hành cùng tôi trên chặng đường. Dù ngắn ngủi, nhưng chí ít có một khoảng thời gian tôi đã không cô đơn. Đã đến lúc tôi nên tự đi một mình. Còn người hãy trở lại con đường của người và bước đi. Hai chúng ta, hai đường thẳng song song, sẽ chẳng còn cơ hội để gặp nhau một lần nữa. Cũng sẽ chẳng còn cơ hội để cùng nhau đi tiếp. Chúng ta chỉ có thể nhìn đối phương và cầu chúc cho nhau nhanh chóng đến đích. Gửi người đàn ông đang chờ đợi em ở phía cuối con đường. Em sẽ gạt đi nước mắt, gạt đi đau thương, can đảm, mạnh mẽ đi về phía anh. Tất cả những gì mà hôm nay chịu đựng là để có được hạnh phúc mai sau bên cạnh anh, phải không người? Anh cũng đã từng như em, từng trải qua cái cảm giác đau khổ tột cùng này, phải không? Nhưng rồi anh vẫn cứ tin, cứ đứng đấy để chờ đợi ngày em đến, phải không anh? Tất cả đều là thử thách, đều đã được định sẵn trước. Nhưng em vẫn không trách được cái cảm giác đau thương này. Thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất, phải không anh? Rồi thời gian sẽ xoa dịu vết thương trong em, để khi gặp anh, em có thể yêu anh được trọn vẹn. Em sẽ nhanh chóng bình phục lại, dù con đường phía trước trông gai đến đâu, khó khăn, gian khổ ra sao, em cũng sẽ kiên cường bước đi tìm anh. Hãy đợi em, anh nhé. Các bạn vừa được lắng nghe lá thư được gửi đến từ độc giả Alisa Rose. Bạn thân mến, một trong những quy tắc tâm linh được người Ấn Độ rất tin tưởng đó là bất cứ những ai mà chúng ta gặp trong đời đều là những người mà ta cần gặp. Đã có duyên gặp gỡ nhau trong đời, dẫu không thể đi cùng nhau mãi, ta cũng hãy cứ trân trọng những năm tháng ấy để gìn giữ trong tâm hồn mình những kỷ niệm đẹp của một thời đã từng yêu. Đôi khi ta phải chấp nhận gặp một vài người như thế, nhầm lẫn một vài lần trước khi gặp đúng người vào đúng thời điểm. Tiếp theo chương trình, mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Tôi và Em Chỉ Có Duyên Không Nợ, được gửi đến từ tác giả Nguyên Bảo. Tôi cài lại những chiếc khuy áo cho em, khẽ vuốt những sợi tóc bồng vào nếp. Em bây giờ ngay ngắn và chỉn chu như chính em của lần đầu gặp. Từ trong ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mùa xuân, tôi nhận ra đôi môi em đang cười, nụ cười gượng gạo như chất trong đó một niềm hạnh phúc lừng lơ. Em nhìn tôi, ánh mắt em tha thiết. Quyền phải đi đây. Tôi với tay lần tìm chiếc cặp để trên cái bàn nhỏ phía đầu giường, lấy ra vài tờ tiền mỏng đưa cho em. Em nhìn tôi, ánh mắt ái ngại tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi vội vỗ vỗ nhẹ vào đôi vai em gầy và bảo: "Em cầm lấy còn đi đường, bao giờ về tới Sài Gòn nhớ nhắn cho anh một câu." Nói là như vậy, nhưng tôi đoán rằng khi về tới Sài Gòn, em sẽ cố rũ bỏ hình ảnh tôi ra khỏi trí óc. Có một sự im lặng khó hiểu bao trùm lên không gian giữa tôi và em. Những lúc như thế này, chỉ có ánh mắt là biết nói chuyện. Đôi bàn tay chúng tôi buông khỏi nhau, em vội vã đi về phía cánh cửa. Liệu rằng em có biết, có quan tâm rằng tôi đang nhìn theo em bằng ánh nhìn của một kẻ còn trong cơn hạnh phúc. Tôi chưa quen với kiểu hạnh phúc mang sắc thái lén lút, hững hụt này. Thế nên, dù rất muốn, tôi cũng không thể nào gọi em. Tình cảm nơi tôi, nơi em có lẽ rất ngại ánh sáng. Tôi nhìn theo bóng em đi, nhìn thật lâu. Ngoài trời, mưa phùn tha thiết. Phải đợi tới lúc chừng như chắc chắn rằng em đã lên tới xe, tôi mới rút điện thoại nhắn một tin cho em, thật ngắn gọn: "Thương em nhiều." Tôi biết tiếng thương đó trong em bây giờ có thể chẳng còn đáng lưu tâm. Tôi cũng vậy, khi những cảm xúc ngổn ngang này nguôi đi, tôi cũng phải cố mà học cách quên đi một người, là em, người vô hình đến trong đêm. Tôi quen em lâu rồi, hình như đầu trường 1 năm, nhưng là quen trên mạng xã hội, nhưng là quen trên mạng xã hội. Đó là một buổi tối đầu đông. Tôi chỉ nhớ là hôm ấy, trời Hà Nội rét rất ngọt, lại có mưa nhẹ. Tôi về tới phòng khi mà những màn nắng cuối ngày đã tắt. Mở cánh cửa, vội vã cởi bỏ đôi giày và lũ quần áo ướt. Tôi lao lên giường đắp mấy lớp chăn và lôi điện thoại ra nghịch. Bạn biết đấy, người ta vẫn có thể xua đi cái lạnh của mùa đông bằng những chiếc chăn. Có thể lấp đầy những trống vắng trong tâm trí bằng một trò tiêu khiển nào đấy, như chơi game hoặc rượu chẳng hạn. Nhưng tôi dám chắc, hai thứ đó chẳng bao giờ thay thế được sự ấm áp và gần gũi của một con người cụ thể. Con người luôn cố gắng nghĩ ra những cách để có thể làm cho mình được yên ổn và độc lập. Nhưng sự yên ổn và độc lập ấy thường sẽ đẩy con người ta tới cái cô đơn. Ngay lúc này, tôi cần một con người, một chiếc ôm cụ thể hơn là những trò chơi trong điện thoại hay hơi ấm của những lớp chăn. Nghĩ tới đó, tôi có cảm giác như nỗi cô đơn đang về theo gió, hoặc theo tiếng mùa chờ mình. Cô đơn giăng ngập cả thành phố. Chính buổi tối rét mướt ấy, tôi đã gặp em, tình cờ như là định mệnh. Vô tình đọc vài status của một nickname đã kết bạn từ khá lâu. Cũng vô tình, tôi comment vào một trong những status của em. Những điều vô tình nhiều khi cũng chính là cơ duyên đưa đẩy con người ta tiến lại gần bên nhau. Ngày hôm ấy, tôi vô tình cảm thấy cô đơn, để rồi từ trong nỗi cô đơn, tôi đã biết mở lòng ra mà quan tâm một người, là em. Đó là định mệnh của chúng ta. Tôi tin trên trái đất này vẫn có hàng ngàn, hàng triệu người vẫn thường trao cho nhau những quan tâm đi lạc như thế. Cuộc sống thì mỗi ngày một vội vã, thế nhưng tâm hồn con người thì chưa lúc nào hết cần nhau, cần lắng nghe và sẻ chia với một ai đó để nghe thấy mình. Thấy mình trong những tình cảm đời thường. Tôi tin ai cũng có cho mình một hoặc một vài người lạ, đủ tin cậy để sẻ chia với nhau một vài nặng nề của cuộc sống. Em nói với tôi rằng Sài Gòn không có mùa đông. Em bảo ước gì có thể gửi một chút nắng ra ngoài ấy thì tốt. Từ những thiện cảm ban đầu, cảm giác quý mến chúng mình dành cho nhau lớn lên trong từng câu chuyện nhỏ. Mặc dù tôi biết yêu xa là sẽ buồn lắm, nhưng làm sao mà ngăn được xúc cảm của con tim khi mà sự cô đơn cứ vây chặt theo cái giá rét của mùa. Mình cứ thế trở thành những người lạ quen lối trong nhau. Một ngày tôi bảo với em rằng giá như em có thể ở đây để anh được ôm em thì tốt. Em trả lời: "Quyền cũng muốn được ôm anh. Ở trong sự cô đơn lâu quá, một cái ôm đôi khi cũng cần lắm." Dù muốn hay không thì một chiếc ôm luôn mang một sức hấp dẫn rất lớn đối với những người như tôi, như em. Mình còn trẻ như nhau, lạc lõng như nhau và hiểu nhau, không biết từ giây phút nào của tâm trí. Tôi biết cái sự hiểu đó chỉ là một lát cắt rất mỏng thôi, nhưng điều đó rất đáng quý. Con người ta suy cho cùng, chẳng có ai tỏ tưởng ai cả. Người ta định nghĩa nhau bằng những bồng bột của xúc cảm và hạn hẹp của đôi mắt. Nếu hai người cùng mang một niềm tin nhất định về nhau, thì niềm tin nơi mỗi người đều có những lý lẽ xác đáng. Khi đó, việc ta gạt bỏ hết những lo âu, những băn khoăn xa cách để mà nghe tiếng con tim mình, nhiều khi lại là một ý hay.
Và bỏ mặc những băn khoăn xa cách, chúng tôi đã hẹn nhau rằng nếu cho đến hết mùa đông năm sau mà chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau như bây giờ, em sẽ ra Hà Nội gặp tôi bởi vì em thích cái rét của Hà Nội. Tôi gặp em trước mùa xuân chúng tôi đã hẹn, gặp tình cờ trong một hội sách diễn ra tại Sài Gòn. Cuộc sống đúng là luôn có rất nhiều những điều bất ngờ không báo trước. Chúng tôi ngồi lại bên nhau trong một góc quán vàng rộn nắng. Lọc qua tấm kính lớn, nắng làm tươi thêm nụ cười hồn nhiên đấy em. Nắng làm tươi thêm nụ cười hồn nhiên đấy em. Em khuấy khuấy cốc cà phê sữa, nhau mắt nhìn tôi hỏi. Cho tới bây giờ, anh đã có người yêu chưa? Chưa, Quyên à. Tôi thành thật, đáy mắt tôi lúc đó có lẽ hàm chứa cả một chút ngây ngô. Mình giả vờ xem như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa, được không? Em nói, nửa đùa nửa thật. Được chứ? Nói thế, tôi khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc em. Chúng tôi nắm tay nhau như những cặp tình nhân khác. Con phố Sài Gòn trở nên quen thuộc từ bao giờ? Người ta bảo một thành phố xa lạ có thể bỗng chốc trở nên quen thuộc. Nếu ở thành phố ấy có người mà ta hằng thương. Và cái nắm tay này là nơi nảy nở trong tôi những xúc cảm. Tại một thành phố lạ, tim tôi bỗng chốc biết bồi hồi. Tại một cung đường lạ, sự tình cờ bỗng chốc đầy những cặp mắt chưa quen lối, hóa thành thần thuộc. Tôi không nghĩ được nhiều điều, vậy nên tôi cảm thấy hài lòng khi gọi những tình cảm nơi tôi, nơi em đó là tình yêu. Mùa xuân năm ấy, em đến như lời hẹn, nhưng em đã không trả lời tôi. Sau khi trở về Sài Gòn, những bài ca mà tâm hồn chúng tôi đã cùng hát, nay bỗng chốc không có lời, để chúng tôi không đoán định nổi và bắt đầu hát những câu khác nhau. Những điều mà tôi từng nghĩ là thiêng liêng, bỗng chốc chuyển sang một ý nghĩa khác, một hình thái khác. Tình cảm nơi tôi và em đó, nó giống như một cuộc dạo chơi của tuổi trẻ. Chỉ là trong bỡ ngỡ của lòng và lạc lõng của tâm trí, người ta luôn muốn tiến lại gần nhau. Người ta nghe thấy nhịp tim nhau từ những lời còn chưa tỏ, và ánh mắt cứ thế thỏa hiệp cho những xúc cảm mới chớm, dâng lên, dâng lên. Tôi không muốn tôi với em trở thành những ngộ nhận, những tổn thương trong nhau, không hề. Nhưng cái khoảnh khắc mà chúng tôi yên lòng ngủ trong vòng tay nhau không áo quần, rất nhiều niềm tin đã bị phá vỡ. Đừng hỏi lý do cho những hành động bồng bột của tuổi trẻ. Ở giữa thanh xuân, yêu đơn giản là yêu. Hết cần yêu, người trẻ khác sẽ cân nhắc để bước qua những đoán định đã từng là sai lầm. Để rồi sau đó, từ trong những trải nghiệm cũ kỹ, người ta lại bồng bột theo một cách khác. Sự im lặng tồn tại giữa tôi và em hôm nay có thể là cái kết tất yếu cho những yêu thương nảy nở trên một niềm tin lỏng lẻo. Đó có thể gọi là sự lạc lối. Rất lâu sau đó, tôi bỗng thấy nhớ em. Lần tìm vào tường Facebook, thấy cuộc sống của em có rất nhiều đổi khác. Em đã tốt nghiệp đại học và hình như đang làm kế toán cho một công ty bất động sản nhỏ. Điều quan trọng nhất là em đã có người yêu. Không hiểu sao bỗng chốc tôi cảm thấy yên ổn lạ kỳ khi biết được điều ấy. Tôi nhắn tin hỏi em, người ấy ổn chứ? Đến tối thì tôi nhận được tin nhắn hồi đáp. Đó là lời đáp của một tâm hồn đã đi xa khỏi ta. Nhưng rồi qua một vài câu hỏi han, em như đã định vị được tôi rõ hơn. Từ khung tin nhắn, tôi thấy đôi mắt em cười, thấy màu nắng phương Nam thắp lên trong em, những mộng ước nguyên khôi về người ấy. Em bảo tôi, cảm ơn anh nhé. Tôi không hỏi em cảm ơn tôi vì điều gì, chỉ nghe trong lòng bình yên nhiều thêm. Tình yêu là khi ta có đủ duyên và nợ. Tôi với em chỉ có duyên, không nợ nhau. Với em, tôi hiểu rằng tình cảm thời son trẻ có thể bồng bột, bởi lẽ yêu là chuyện của con tim. Thế nhưng, điều cuối cùng mà hai con người đọng lại và ghi dấu trong nhau không bao giờ là những nỗi đau, dối trá hay giành giật. Chúng ta chỉ có thể ghi dấu một phần ý nghĩa lên đời nhau bằng sự tử tế, cầu mong và thương mến. Dẫu thế nào thì tôi và em đều phải hạnh phúc. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio.
đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.